有了。Em xuống cho vô lấy mũ trước. Không, đi với đại. Hả? Đi với đại. Xe tỉnh đúng không bố hả? Không biết đâu. Xe màu vàng đó không biết nữa. Để cho nó. Ủa chú, xe của ông Thịnh hả chú? Xe ông Thịnh à. Mấy người bự, mấy người nặng ngồi dưới đó trước. Ủa. Lấy vợ xong râu riêm luôn mà. Chết rồi. Tàn rồi, nó già rồi, nó tàn rồi. Ê, nắm cái dây giùm nó. Không xuống anh để thay cái thằng. Phải ở dưới đậu không? Đậu. Bây giờ dở ở đâu bên này? Bên bên dở đâu bên? Chuyển đồ ơi. Cột sau ơi. Trời ơi, cái gì mà kỳ vậy? Đi dọc giữa anh, đi dọc giữa. Anh đi vô cái xương giữa. Đừng có bước qua hai bên. Ơi, ướt cái trần kìa. Anh bước ngang không bước, tự nhiên bước dọc. Em đang mở camera nha, rớt cái là kỳ lắm à. Cho lên TV luôn à. Dịnh cái này chở người thôi, cái kia chở chở đồ đi. Ừ. Không chở sang kẻ đi. Xe cái này với người đi. Người đó. Chưa lại xuống đi. Được. Xuống em. Nãy giờ bùa mắt nó cắn rồi, xuống. Rồi em giữ. Rồi ba nam nữa hả? Được không? Được. Sao được được. Đây. Đâu gì lên á. Cầm đầm xuống thôi chứ đâu. Cầm cái cân nè. Cầm cái cân nè. Cầm cái cân thôi. Được rồi, để. Đó chạy từ từ chứ anh Ti chạy được gì. Anh Ti là mình vô đầm trước rồi đó. Không. Ờ, nó trôi.
Nắm cái dây lại. Nắm dây lại. Nắm dây. Chuyện bóp thôi về đây cho nặng. Nắm dây lại. Nắm chưa? Đúng rồi. Trời cha ơi. Lấy gì cha? Bê mua chưa? Nè. Mua hết rồi em. Đủ rồi em, gì? Mẹ chân. Để anh chở cho. Ngồi im nghe, cứ ngồi im nha, đừng có gì đâu. Đừng tú, đừng tú té đó. Không ai dịnh té. Nó theo anh à. Hello mọi người. Hôm nay là ngày 23 Tết rồi. Mình với nhóm mấy anh em đi câu chung với nhau bữa cuối để làm tất niên luôn. Không biết là mọi người chuẩn bị Tết tới đâu rồi ha. Em thì giờ còn đi câu kiếm vài con cá về ăn Tết đây. Vậy là cũng năm mới Tết đến rồi. Kính chúc mấy anh em vạn sự như ý nha. Năm sau nhiều cá hơn năm cũ. Bin 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 lên đây bin ơi. Nó trên này nè. Nó mới theo con bự ghê á. Thôi chia ra quýnh đi. Ây da quăng bậy ơi. Cá nó mới nhảy thấy không mọi người. Quăng vô là nó lụm chắc luôn á. Đi câu mà thấy cá với tôm nhảy kiểu vậy là khoái lắm. Tại vì biết chắc là con cá nó nằm dưới nè. Em đang sử dụng con mồi của Gunwrap, con Edson 115. Con này nặng 32kg. Nặng 32.5g. Nó xinh đẹp lắm. Nó bơi như gắt thiệt á mà. Cá theo mồi nè mọi người. Dứt. Con này bự á mọi người, khoảng chừng 3-4kg á, 5kg hơn á. What? Xảy vô bên ơi. Đúng 95 mọi người. Đúng 95 ghi bàn rồi nha. Mega Para đúng 95 là một con mồi rất là hiệu quả nha mọi người. Một con Mino đánh tầng nước khoảng chừng 60-80cm.
Điểm này em nghĩ là có cá lớn cho nên là thay con ép xong vô thử coi. Cho lưỡi lớn hơn để có gì đỡ quát. Em đang rất là mê những cái action của Gunrap. Mồi của hãng này làm action rất là hay. Vô mọi người. Con này cũng bự bự á. Thì da nó nuốt mồi rồi. Để em xả rắc ra một chút, không thôi là đứt dây. Con này bự á mọi người, 3-4 kg á. Nó nuốt nguyên con ép xong vô họng luôn rồi. Dễ sợ con mồi 2-3 ngón tay mà nó nuốt vô trong họng luôn. Kiểu này nó nằm dưới đầm thì tôm cá thứ gì chịu nổi. Hồi nãy kéo cái con nhỏ leader Dabitur rồi, giờ con này nó nuốt vô họng mình. Bây giờ con này nó nuốt vô họng leader ớn quá. Bởi vậy bắt từ từ cho chắc. Chứ con mồi gần triệu bạc các bạn. Con S-Song 115 này là 920.000. Có một cái đặc điểm thú vị lúc bạn câu cá chẽm á, thì bạn càng nôn nóng thì càng dễ mất con cá. Ví dụ bạn nôn nóng bắt con cá bằng siết rắc cứng á, thì leader á, cái hàm răng cá chẽm thì giống như cái tờ giấy nhám mà nó sẽ căng dây, nó cứa sẽ mau đứt hơn. Còn bạn cứ để cho nó chạy dây lỏng, cứ để rắc lỏng cho nó chạy thoải mái, hồi nó ngửa bụng lên là mình bắt. Ok, cái đó là trường hợp lúc mà con cá nó nuốt mồi vào trong họng á, nó cái leader nó nằm trên cái hàm của nó thì mình phải nương nó. Còn nếu mà lưỡi bằng cứng á, lúc mà nó dính ở ngoài mép á, mà thấy dính những cái chỗ chắc chắn thì bạn có thể cạo nó lên. Dây lớn thì có thể cảo, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp nó cũng tét mét. Hết xong nút trong miệng luôn à. Tư hết cái đời luôn à. Mới có hai con từ từ hết. Hết xong mà nó nuốt trồng vô luôn. Lâu quá mới dính cá chẽm các bạn. Tay chân run rẩy hết trơn. Lâu rồi đi câu cá chẽm. Nếu được cũng có đi nhưng mà lóc lóc cái thành ra là thành đi câu cá tráp không à.
Cô tráp cũng vui. Nhiều bạn không mê cá tráp nhưng mà cô tráp vui lắm ạ. Thấy không mọi người? Thấy cái nồi vịt nước kia không mọi người? Có hàng lắm mọi người. Hàng kia nước lớn lắm mọi người. Nó đang săn cá đó. Ây da, xém được cắm mặt xuống đất. Kìa kìa kìa, thấy nó theo không? Thấy vệt nước nó theo không? Câu cá chẽm phải thi... câu cá chẽm là phải kiên nhẫn nha mọi người, không phải ném một lần hai lần rồi nó ăn đâu. Nhiều khi cái mình biết các cái điểm đó có cá rồi nhưng mà ném phải mười mấy hai chục đường nó mới ăn á. Gặp những cái con đói thì nó ăn liền, còn gặp những cái con mà nó kiểu như nó no no rồi thì vô nữa mà. Hôm nay cái bờ này cao quá, khó bắt cá quá. Con này bự rồi. Con này cũng ngang ngang con nãy mà. Bờ cao quá rồi. Giờ lấy xuống không có ai phụ bắt cá hết trơn. Cũng là ép xong nữa chứ bạn. Không rồi, mình đang mong đợi để bắt cá. Ép xong. Còn khỏe. Cái bụng nó còn nhiều. Hey các bạn,
Xin các bạn, nãy giờ điện thoại mình hết pin nha. Dính thêm cũng được không á. Này cũng tầm 4kg à. Hết xong nữa nha. Bữa giờ mình nhức đầu quá. Cái phải đeo cái GoPro vô trong ngực. Không biết các bạn có thích cái góc quay này không, chứ mình thì hay thích cái góc nhìn thứ nhất hơn. Góc đeo đầu á nhìn nó hay hơn. Nhìn giống như dẫn các bạn vào một cái chuyến phiêu lưu. Còn cái góc nhìn ngực này thì nó nhiều khi mình quay dính cá thấy nó kỳ lắm, nó cứ bị chúi xuống hoặc là mình không có bắt được cái khoảnh khắc của con cá lúc mà nó dính. Cá rất là bự nha, tay nè. Câu mấy con sắp hết mắt rồi bà. Đau quá, không đi câu, không có câu chẽm hả nữa. Móc nó mất đầu hết tiêu. Móc những cái móc này không biết con hồi. Cũng cá lớn thì móc mấy cái móc này không an toàn cho lắm. Bình thường mình xài cái cọng dây gân á, móc nó ok hơn. Vô nữa rồi. Con này nhỏ. Không nhỏ. Má. Con đó cũng 7-8kg các bạn. Má ơi. Quá. Mình me nó nãy giờ nó ăn lại rồi mà mình không bắt được. Wow, fuck. Không ổn rồi.
Bạn ơi. Wow. Sảy nhiều quá luôn. Rắc nhỏ quá. Rắc nãy giờ bị tuột. Do nãy mình xả cái con, xả cái con kia. Nãy giờ quên kiểm tra rắc rồi. Cá tráp bơi các bạn, tráp bơi cả bầy kìa, con mồi ra là nó ăn á, mình không có câu cá tráp, này chủ yếu đi câu cá chẽm, vô nữa nè, vô nữa nè, vô nữa nè, đó, đó, nhảy đi, nuốt mồi bạn ơi, nuốt mình phải để cho nó chạy chứ để biết cái đờ. Chút nữa chắc phải cột lít đờ lại. Cái sai lầm của mình, cái con hồi nãy là chưa siết rắc. Rắc mình cũng xả giống vậy nè, để mình bắt con cá. Mà mình quên siết lại thì đóng nó đâu có xiên mép đâu mà. Sảy, sảy con lớn uổng ghê. Để sắp mặt. Đây à. Nó lại nuốt con ếch xong các bạn. Nuốt ếch xong vô miệng nè. Không, cứa gần đứt hết leader. Ừ. Nuốt xong trong miệng nè. Thấy không? Không biết các bạn coi có phê không chứ mình bây giờ phê tới nái. Wow. Lần đầu tiên câu chẽm mà cá nó ăn nhiều vậy cơ mà. Hy vọng là cái cặp này còn. Còn một con ở đây. Con đó, con nó bự á, con nó bự á. Thằng 56 á. Hả? Nhiều lắm, phát lên đầu trên kia đánh đi. Lên trên đầu trên kia đánh này còn nhiều lắm. Để bắt cho anh Vi xong. Cái 56 được. Chơi luôn, lội luôn.
Bo ơi qua đây câu nè bo. Quánh quánh chỗ đó đi xong rồi qua đây. Chỗ nào nữa anh bác? Trên đây trên kia, pin đánh trên kia kìa pin. Hồi nãy anh thấy con lớn lắm, chắc cũng 8-9 kg. Anh quên đóng rắc á. Ừ. Xui. Mú là mú, chẽm. Chẽm mới chạy vậy. Mười mấy đâu. Coi chừng. Chỗ này trống đi, có cho nó chạy đi. Chừng nó nuốt. Cái gì hỏi cho biết kẹp nha. Rồi hả? Ừ. Điện thoại đâu, bỏ ra chưa? Cạn lắm, đi không cần xuống đâu, động ngộ hết. Nuốt con tôm rồi nè. Ừ. Ừ, thì thả cho nó chạy đi. Má, phỏng tay luôn, cháy luôn. Cháy tới thịt luôn. Con tôm lên tay ghép nè. Đi kẹp quá mà. Ừ? Đi kẹp. Phát ơi, phát đi đâu phát? Kẹp đây nè. Bự lắm Phan Phát. Hàng không có cá đâu Bin, đầm nó khang năm trước rồi. Bự không Phát? Dạ cỡ 6-7 kg anh ơi. 6-7 kg anh. Ồ phí thí đập trà đại pháp à. Bin lên kia, lên trên ngọn kia, mấy cây dừa á, ngay chỗ mấy cây dừa á. Đánh vòng vòng mấy cái bụi trà á. Phát lội xuống ôm luôn Phát ơi. Có hình đẹp ha. Có mùi gì mà xảy hoài vậy? Con này gan rắp mà lưỡi nhỏ quá sao mà rắp được. Đâu, con rắp có lưỡi sao bự hơn 2 số nữa. Đúng rồi, cái này nó bị nổi quá. 3-7 kg rồi anh ơi. Đây nè. Đốt sơn chưa, sơn dính con 3 kg rồi. 3 kg cây vô, anh Bi đang có dính con cả chục ký. Nó nổi lên kìa đã. Lên này, thả qua đây nè. Ủa đây coi khác bò luôn anh Bi. Họ đang ở chỗ vừa trà ấy à. Cái lỗ này nãy giờ làm liên miên. Có hình đẹp nữa. Đây qua đây nè. Nè. Hả? Từ từ. Kệ đi từ từ đi. Trời ơi, cá chẻm mà. Lực thế nào biết hết. Lên hàng. Ủa con gì mà cái lưng đó. Rồi con này 8 kg có. Ôi, con này bự lắm. Con này nhiều, con này bự 8-9 kg. Ôi đúng bự luôn á. Ôi, vô à, này anh thấy anh thấy con bự hơn con này nữa. Bự hơn con này nữa. Bự hơn này nữa. Trên kia kìa. Anh me nó rồi. Mà hả? Bỏ cái lỗ đó xong đi lên đây xong đánh ngược về nó chụp. Đó, kẹp mọi người. Đây Bi. Nó ăn má ngoài á, không có ấy leader đâu, cứ cho nó chạy. Nè Bi. Con này bằng con anh à. Con gì? Con bữa anh lên hả? Ừ, bằng con bữa. Ốc nhom nè. Nè Bi.
Oh yeah. 8 kg à. Không có cần nè. Chụp cho anh tâm bóp. Bóp lấy cái cà bà lô nó hình chụp mi tấm đẹp đẹp bóp. Ô, bây giờ tôi đi đánh quần ở đây đi. Lội vô cái bi trong kia. Có mấy cái lỗ. Lâu lắm. Nằm cái quần. Giống pin nè. Ý là phải ướt á hả? Anh cởi quần dài ra luôn đi. Quần mặc 3 năm rồi đó. Bây giờ bị bỏ luôn nè. Cởi quần dài ra anh Tú. Cho mấy mà. Trời ơi, quần này mới mua Uniqlo 400 mấy. Quần mấy gì để đi con cá. M Malaysia nha. Uniqlo mới mua nè. Forever 21. Nhưng mà nước lên tới đầu gối không? 50 ngàn. Bây giờ mình đi vô cái thứ này nè. Bây giờ em đang chuẩn bị đồ màu để ướp thịt. Để tối nay mấy anh em nướng ngồi ăn uống chơi. Còn mấy bà này cho hai bà ngồi lên ra bị đẩy vô. Rồi mình đi vô cái bản luôn đúng không? Ờ bị đẩy cho hai bà câu cảm giác được không? Bên đây nghe đây nè, phải mở cái kia. Chơi vậy là không được rồi. Chuẩn bị mua gì em? Chuẩn bị mua cái bình. Chơi vậy là hết cá của mình rồi. Vô điều kiện mà. Bin ơi. Bin. Bin ơi. Cái chai mình đi chổng sao mình đeo cái túi này. Để lên ghế. Anh Tú. Ủa anh mua cái hộp nhựa sao anh không xài? Hộp nhựa gì ta? Cái hộp đựng mồi. Tại anh thấy đây cái túi này anh bỏ vô hộp lại đủ nè. Trời ơi em bỏ em kẹp được cái kềm giờ em lòi thoải mái luôn á. Đúng rồi đó, tôi trong nước á, anh có mua mà. Cái đó anh quên xong rồi cái không xài luôn. Có hai cái được mà. Cái hộp nhựa kìa. Nhựa mua bên em á. Nè sau lưng cái này nè thấy. Đó cái hộp nhựa đó. Đang chơi đâu? Em ra cống chơi tiếp. Thôi tối rồi nè. Là chơi với cống. Ủa cống rồi đấy còn chòi không Bin? Còn mà cống chòi ngoài còn chòi mà. Ủa cống là đóng rồi phải không? Cống là lắp rồi phải không? Là đâu có lắp đâu đúng không? Đóng cống thôi chứ đâu có lắp đâu phải không? Nhiều không ta? Đủ chưa? Đủ rồi. Hành chắc phải cắt quá đập không ra đâu. Hành phải cắt rồi, phải dao. Ủa đi chơi hả? Lấy kéo cắt cho nhanh. Phải lột vỏ, phải vỏ chứ. Dao gì? Đây. Phải lột vỏ hành chứ. Dao đây. Dao lột vỏ hành. À lột vỏ hành. Chị đi nấu cơm này kia nó ăn không ha. Ở đây thịt có đâu. Thịnh ơi. Dao nhỏ mới được. Dao đó. Trời ơi trời. Còn cái gì? Dao. Anh gọt gì? Gọt hành. Câu rửa lại cái. Không có dao khác hả? Có dao thái mà em dùng ngoài xuồng ngoài máy quá. Con dao phải có dao phải có dao. Dao nó dao bự lắm không cầm cái lưỡi để lột vỏ hành được. Đây. Dao thái kìa. Dao thái nãy em dùng ngoài xuồng rồi. Sáng em cắt cổng dây điện em vác ngoài dục ngoài luôn. Dính quá. Dạ. Dạo đây phải dao. Còn nó nha, trộn nó có nha. Đây chưa lấy dao cắt hành. Dạo đây phải chống được oxy quá thiệt là cao rồi mới để đây được. Còn để đây là nó nổ hết. Đúng rồi. Cái thôi cắt ra hai đầu thôi. Cắt hai đầu tược lột thôi. Lột hả? Ừ. Đâu có dễ bắt không phải. Bên đây tiền đôi. Có ai loại không? Đi có loại không? Dạ luôn. Đi có loại không? Chơi cho. Đi có loại không? Đi vô.
nghe cho nước suối đi heo. Dậm có chừng gai đồ nha, lòi gai dữ lắm à. Ừ. Cắt đứt chân á. Yếu. Trời ơi, bốn con quá trời, bốn giấu ở dưới không à. Anh em qua bốn không nói gì. Dính dừng con rồi, dính dừng con rồi thấy tỉnh rồi. Ừ. Nó không dính đâu. Rồi. Mệt lắm. Anh em qua anh bố không nói gì hết. Câu chưa đã luôn, nói chưa. Cái đập mà có đập, đập bên địa đồng thì không biết anh bóp có đi được có anh bóp không ta. Địa đồng nè. Ờ. Cách đây mấy ngày nè. Trời ơi, nó cái đập nó lộ gì mới mệt á. Đi đường xe đi chút xíu túi đi em bóp. Bỏ ba lô đi, bỏ ba lô trong trong cái ngăn hả? Qua ăn không? Không, anh câu đầm đầm kế bên đó nữa. Có ăn không? Không, bữa anh đi nước kém, nước xấu quá. Cái ngày nước xấu quá. Ngày cách đây 2 3 ngày nước xấu à mà. 10 18 19 âm mà 9 20 âm. Ừ. Nước nó xấu lắm, nó cá nó ăn mình đi mình mà bạn nó rủ. Mà sáng tao đi đuối dưới biết tại nó cao thấp quá trời á. Ừ. Đi mệt chết. Kiểu bạn anh nó chỉ rảnh mấy ngày cuối tuần á, thì đi được mấy ngày cuối tuần, nó đi toàn dính mấy ngày đó không. Ngon. Hả? Má ra cái cống rồi. Đâu ai dính vậy? Ai dính? Ôi. Mà dính cá giống như quýnh lộn vậy. Ôi, cá lớn. Con cá lớn ở đây nó phải mười mấy ký á. Đồ chú đang xiết rồi, xả lọc ra cho kia được bẹt bẹt á, đúng rồi. Nữa xiết cho xíu, xiết lại. Rồi, vậy đó, từ từ bắt thôi. Chứ cứ cho nó chạy thôi. Chạy chút nó đuối. Ủa có con cá. Nước cạn quá trời. Đó em xả cho cạn. 5-6 ký à. 5-6 ký à. Cần đừng có cao quá. Lỏng nha chú. Xả ra xíu. Xả xíu nữa. Xíu thôi. Bỏ được rồi. Cho nó chạy thoải mái, đừng có giữ nó. Hồi đức leader nữa. Bấm leader chưa? Bấm rồi nhưng mà xả rác ra chú ơi. Đừng cho cứng ngắc quá. À. Chết chú rồi chú ơi, chết chú rồi chú ơi. Xả rác ra. Cắt ớt rồi chú ơi. Từ từ vậy chứ cũng không biết sao nữa. Ờ, nó vô nó đâm cái là đứt à. Nó vô gần nó còn đâm lắm á chú. Thấy chưa? Xả rác ra. Rồi uổng quá. Mình câu không dính. Dính nó bắt hết. Hết cá rồi, về. Về. Đi về. Anh Tú ơi. Anh Tú ơi. Đi về, hết cá rồi. Vô mọi người. Hang. Trời. Con này bự lắm mọi người ơi. Cá cuốn trà rồi mọi người ơi. Giờ nó không ra thì buộc mình phải lội rồi. Chắc phải lội mọi người ơi. Con này bự lắm. Không biết còn dưới không nữa. Thấy chưa?
xuống các bạn ơi. Duo Spearhead Ryoki 70S nha các bạn. Chạm quá đẹp.
quát cái lưỡi các bạn. Giờ mình thay lưỡi. Thay lưỡi mới vô. Wow. Lâu lâu lội bắt một con mệt đuối luôn. Lội bắt cá chẽm giờ đuối người luôn. Giờ khoảng 12 giờ trưa các bạn. Mặt trời đứng bóng rồi. Mình đi câu thêm chút nữa rồi mình vòng lại chòi để ăn cơm. Trời nắng hóc lắm. Công nhận kéo con cá nãy đã ghê, nhưng mà nếu mà có chỗ rộng thì nó chạy sướng hơn nữa. Dính cá tráp mọi người. Megabat ít 120 nha mọi người ơi. Mắc cười ghê. Con này nó chưa vàng ha anh Bi ha. Mấy con mà nó chưa vàng á nó mới gọi là dạ. Đỉnh. Đúng rồi. Vàng là vàng, còn mấy con cá này cá non tại nó ở chỗ rông đông con, rông. Con của anh Bóp nè, với lại con của ông Toại, vàng khè luôn. Da dạ, dải nó vàng luôn. Ừ. Mấy con này thì tại nó đóng rồng nó đen.
đúng rồi. Nãy giờ nãy câu lên trắng nhất là nãy giờ nằm cái đống sình này nè. Đi. Cần cái mấy cái đinh á. Ui cái đinh ghê quá nè. Anh lật lên vậy. Sao đâu? Nó lật ngang vậy đó. Bốp sao đây mày bốp. Hử? Có gì mày không bốp. Ví dụ cho mày thôi sao không? Cái đường cái đinh đó anh bốp. Trời ơi, anh đi trước anh đi sao? Có phim. Em đi trước. Em đi trước Hoa Hồng. Ừ. Chưa. Mà nó vậy. Đi cởi thôi chứ. Để nói tay một chút. Hai người đi sẽ. Anh Vinh nó nặng chứ về đâu mà. Thượng gia nữa mà. Hử? Dạ. Ba lần nữa chưa là cũng khẩn mấy không ạ. Nó hơi vùng vườn không ạ. Chân ngốc chân té. Ngon kìa, gừng mới thơm á. Ngon rồi. Hả? Gì? Cái này là đặc sản của Bến Tre nè các bạn. Gừng với thơm với đậu phộng. Mà không biết sao người ta làm ngon lắm. Ăn vô trời là lạnh ăn ấm lắm. Ngon quá. Ăn có năng lượng lại. Giờ anh em tụi tôi bắt đầu làm than nha. Để chút nữa nướng thịt. Đây là thịt đây. Thịt ướp từ hồi trưa đến giờ. Sáng giờ luôn. Sáng cái này đâu. Làm dán muối ớt chanh chấm thịt nha mọi người. Chấm cá nữa. Nướng mấy cá tráp ăn. Rồi đây là thành quả của mấy anh em. Mời mọi người nha. Đây là cá tráp nướng. Không quan trọng ai mạnh hơn ai. Cá tráp nướng thì ai ăn rồi mới biết nha. Ngon cực kỳ ngon luôn á. Sau khi ăn uống no say thì anh em mình ra đầm quậy tiếp nhé. Đi soi cá với lại đi tìm cua đồ chơi. Hồi cá nó nhảy. Chung là những cái cảnh ở đầm nước mặn ban đêm thì những anh em ở mấy anh em mới đi lần đầu chưa có biết, cho nên bây giờ dẫn mấy anh em đi chơi cho vui. Biết cái chĩa mình đâu rồi. Hôm nay có đèn pin mạnh không có chĩa. Chĩa đi vậy. Chĩa cá. Chĩa cá thì cua. Chứ anh thấy bị chĩa hả? Chế xong rồi sau này ra mua cái chĩa đàng hoàng luôn. Trồng cái dính cá ở đây. Nước trong đã rồi. Đây trong.
Ủa cái gì nhảy hả? Sợ. Giờ anh thấy con